lung tung. Rồi, rồi. Giơ cao tay lên nào. Hai tay đâu là hai tay đâu? Hai tay đây là hai tay đây. Sẵn sàng chưa là sẵn sàng chưa? Rồi, chúng ta bắt đầu chơi. 6 8 2 1. Đó, ai 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 thì ra đây, thử ra đây nào, thử ra đây nào, thử ra đây. Rồi, giơ cao tay lên nào, tiếp tục nào, giơ cao tay lên. Rồi. 3. Rồi, cả các anh chị giáo viên á, hoặc là các anh chị trưởng ai mà xài cái tự giác lên này. Rồi. Nào, xin mời em Bảo lên nha. Lên. Rồi. Đủ chưa? Đủ chưa? Bao nhiêu người? Đủ chưa? Chưa? Vậy thì thêm nhá. Thêm nhá. Thêm mấy người nữa nào? Rồi. Hai tay đâu là hai tay đâu? Hai tay đây là hai tay đây. Rồi. 4 6 8 2 3. Tự giác nhá. Tự giác này. Đây quý vị, đây là các em Khương Nhi Thánh Thể. Rồi, có chúng ta tiếp tục trò chơi. Lúc nãy á là mới có cấp 1 thôi, mới có chơi chơi theo kiểu cấp 1 thôi. Bây giờ mới lên cấp 2 này, mới nhanh hơn này. Thưa quý vị, hôm nay là ban bác ái cai tát của giáo phận Thanh Hóa về giáo xứ Nghi Sơn. 4 6 8. Nào, dưới kia không giơ tay là cũng bị phạt đó. Giơ cao tay lên, cao tay lên. Ai không bổ thì cũng bị phạt. Giơ cao tay nào, cao tay. Nào, dưới kia giơ cao. Đây, đây là giáo sư Nghi Sơn. Ai không giơ cao, ai không giơ cao, đây, ai không giơ cao tay. Ai không giơ cao tay bắt tên đây. Giáo sư Nghi Sơn. Ai không giơ cao tay. Rồi, 2 rất là đẹp. 4 6 8 2 4 5. Chúng tôi về đây để đi truyền thông về bảo vệ môi trường và cùng với các em đi tham gia dọn rác để bảo vệ môi trường. Giáo sư Nghi Sơn nhớ chưa? Đọc cái hành trình thứ bảy xanh của cái tác Thanh Hóa. Nếu mà chơi tiếp là không còn khán giả nữa. Thôi, bây giờ chúng ta cho các bạn một tràng vỗ tay để chuẩn bị chúng ta hình hài các bạn ơi. Rồi, tay trái của các bạn nắm tay tay phải, tay nắm tay, tay phải đâu là tay, rồi, rồi, tay phải đâu là tay phải đâu, rồi tay phải nắm tay tay trái, à nắm tay tay trái là tay nào, rồi, rồi chân trái bắt ghế lên bên phải, chân trái bắt ghế lên bên phải. Rồi, các bạn có biết đường xe không? Bây giờ chưa xe không? Rồi, bây giờ ở dưới đếm cho thầy nhá. Đếm cho thầy nhá. Mấy cái nhỉ? Mấy cái được nhỉ? Mấy cái? 10 cái thôi nhá, 10 cái thôi. Nào, bắt đầu nào, đường xe nào, đếm nào. Đường xe. Tay về các bạn nào, có những bạn có mà không có xuống được nữa mà. Thôi, xin mời các bạn về chỗ. Nào, xin mời các bạn về chỗ cho thầy. Bây giờ thì trước khi mà chúng ta vào việc á, thì hôm nay là các cha các sơ là có hai cái thùng kẹo cho các em nhé. Bây giờ là chúng ta sẽ ăn kẹo trước khi mà chúng ta làm việc nhé, để chúng ta có sức nhé. Bây giờ chúng ta một tràng vỗ tay. Hôm nay chả có hai cái thùng kẹo rất là ngon. Kẹo này là kẹo của gia đình huyện Cô Đào, chú Điện ở trong Sài Gòn nên gửi ra cho các em ngày hôm nay nhé. Đây là cái kẹo ngon lắm. Các bạn huynh trưởng chia kẹo cho các em cho nhanh nhé, chia nhanh. Rồi, một tràng vỗ tay nữa, cảm ơn các cha các sơ nào. Các bạn lớn chia kẹo cho các em cho nhanh nhé.
ba bốn năm cái mỗi em nhé. Rồi bắt đầu chúng ta hát bài ăn là ăn là ăn nào, thuộc chưa, thuộc không? Còn xin kính mời phái đoàn của bên chính quyền chúng ta tiến về phía bên khải khán đài để chúng ta chuẩn bị cho chương trình của chúng ta. Nào, chúng ta ăn mà không quên nhiệm vụ. Rồi chúng ta nổ một tràng pháo tay để chào đón bên phía chính quyền đã đến với chúng ta. Vỗ tay. Rồi. Ở trong thôn của chúng ta hôm nay ngoài các em thiếu nhi hướng thể ra thì chúng ta sẽ có các chị bên hội phụ nữ và có các bạn ở bên đoàn thanh niên của thôn của xã của chúng ta cũng tham dự với các em buổi sáng ngày hôm nay. Rồi ăn thì chúng ta phải bỏ vỏ vào đâu nhỉ? Bỏ vỏ vào đâu? Bỏ vỏ vào đâu? Đang nhỏ lắm, nói to lên cho thầy nào. Bỏ vỏ vào đâu? Rồi nhớ. Mời các anh các chị bên đoàn bên phụ nữ cũng chia kẹo cho các anh các chị. Rồi vừa sắp hàng vừa nhai cũng được không sao. Rồi thiếu nhi, rồi thiếu nhi hy sinh nào, to lên, nó nhỏ quá, ăn mà nó nhỏ quá nào. Thiếu nhi, thiếu nhi, thiếu nhi. Rồi rồi bây giờ con xin kính mời cha chính sứ Giuse Phạm Văn Chuẩn sẽ lên với chúng ta để giới thiệu một số thành phần tham dự trong cái buổi ngày hôm nay, thì con xin kính mời cha kính chúa. Rồi xin mời các bạn đồng hồ chào ngón tay chào đón cha. Giáo sứ cũng như các bạn trẻ chúng ta hân hoan đón chào quý cha cũng như quý sư đã về với giáo sứ chúng ta nhân ngày gọi là ngày môi trường xanh. Chúng ta vỗ tay để chào mừng đón quý khách mới. Thầy mình hôm nay tham dự ngày môi trường xanh của giáo xứ Nghi Sơn cộng tác với xã Nghi Sơn. Trước tiên thì xin được trân trọng giới thiệu cha Phaolô Nguyễn Văn Thường, chủ tịch ủy ban Caritas giáo phận, và ngài sẽ là người trưởng ban về môi trường của giáo phận. Đào một ràng hoa tay để chào đón cha. Người đi cùng với cha là cha Giuse Trần Văn Quang, truyền thông của giáo phận. Ngài sẽ có những hình ảnh đẹp nhất đưa lên trang giáo phận. Giáo phận chúng ta vỗ một tràng pháo tay để đón tiếp. Cùng đi với cha là có các sơ, rồi có những anh chị em giới trẻ cùng đi với cha Paulo. Chúng ta vỗ một tràng pháo tay. Thành phần của giáo xứ thì có hai cha, ba thầy và hội đồng bổ vụ giáo xứ cùng tham gia ngày hôm nay. Chúng ta vỗ một tràng pháo tay để chúc mừng. Về phần bên xã thì có anh Tâm là phó chủ tịch ủy ban nhân dân xã Nghi Sơn. Chúng ta hân hoan đón chào bác Tâm một tràng pháo tay. Cũng như phụ nữ, đoàn phụ nữ cũng như đoàn thanh niên của xã cũng tham gia ngày hôm nay. Chúng ta vỗ một tràng pháo tay để đón chào. Kính thưa quý cha và mọi người, chúng ta nhìn lên hai cái bảng ở bên tay tá bên hiểu
tức là ngày 27 tháng 9 năm 2017, Đức Giáo Hoàng Francisco đã ra thông điệp mà chúng ta đọc thấy Laudato Si Sui, tức là bảo vệ môi trường, trái đất xanh, tức là nói chung về trái đất này là nhà chung của mọi người, không biệt là phân biệt chủng tộc, giai cấp hay là ngôn ngữ, tất cả mọi người đều có trách nhiệm để chúng ta bảo vệ môi trường. Làm thế nào để bảo vệ môi trường? Tức là chúng ta ý thức được cái trách nhiệm của chúng ta về rác thải, không chỉ rác thải mà còn các cái chất mà đưa ra môi trường làm ảnh hưởng chung, từ cái nhỏ nhất cho đến cái lớn nhất. Cho nên là hôm nay dưới sự hướng dẫn của Đức Cha Giáo Phận và Cha Chủ tịch sẽ về giáo để cùng với chúng ta luôn nhớ nhắc là chúng ta ý thức trách nhiệm bổn phận của chúng ta, từ trẻ em cho đến người già, từ gia đình cho đến nông thôn, tất cả đều phải ý thức vấn đề khi mình dùng rác thải, mình thấy ý thức thế nào để chúng ta bảo vệ môi trường chung của gia đình. Vì thế mà để cho ngày hôm nay diễn ra tốt đẹp thì cha trân trọng giới thiệu cha Paulo, tuy thường sẽ có một vài điều hướng dẫn cũng như nói qua thông điệp của Đức Giáo Hoàng. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn cha xứ. Xin thay mặt cho Caritas Thanh Hóa hết lòng cảm ơn cha xứ, cha phó, quý thầy, ban hành giáo, mọi người giáo xứ Nghi Sơn, cũng như là bên chính quyền, hội phụ nữ, đoàn thanh niên của xã Nghi Sơn hôm nay đã nhiệt tình để tham gia cái buổi Caritas Thanh Hóa gọi là ngày thứ bảy xanh, tức là về bảo vệ môi trường. Như cha xứ vừa giới thiệu đó, thì Đức Giáo Hoàng Francisco đó là người mà rất là để ý đến vấn đề mà bảo vệ môi trường, cho nên là ngài đã ra cái thông điệp Laudato Si, để qua cái thông điệp đó kêu gọi tất cả những người công giáo trên thế giới này, và không phải là những người công giáo mà thôi, mà tất cả mọi người, đặc biệt là các chính trị gia, các nhà lãnh đạo, các quốc gia cũng như là trên toàn thế giới, phải luôn luôn có ý thức để mà gìn giữ môi trường, bảo vệ cho môi trường, cho trái đất là cái ngôi nhà chung mà mọi người chúng ta đang sinh sống ở trong đó, bảo vệ để cho trái đất của chúng ta nó được xanh sạch đẹp, và qua đó chúng ta được sống trong một cái ngôi nhà chung mà nó đem lại cái sự bình an cho con người của chúng ta. Như chúng ta đã thấy là trong thời gian qua thì cái vấn đề mà biến đổi khí hậu nó ảnh hưởng rất là lớn đến cuộc sống của chúng ta. Như chúng ta thấy mấy ngày vừa qua đó, trời nắng rất là nóng, thời nhiệt độ tăng rất là cao, không phải là chỉ ở Thanh Hóa, ở Việt Nam của chúng ta mà thôi, mà ở khắp nơi trên thế giới là người ta ghi nhận có một cái sự nóng lên một cách gọi là kỷ lục từ trước đến giờ. Chưa bao giờ mà trái đất mà nó nóng lên, nhiệt độ mà nó tăng cao giống như những ngày vừa qua trên toàn thế giới. Thì đó là cái hậu quả của cái vấn đề biến đổi khí hậu, cũng như là cái việc mà ô nhiễm môi trường. Chúng ta là những người công giáo, chúng ta biết được rằng là trong Kinh Thánh ấy, ngay từ chương đầu của sách Sáng Thế là Chúa tạo dựng nên vũ trụ, nên muôn vật, muôn loài, tất cả đều là tốt đẹp. Nhưng mà trong cái quá trình vận hành, trong quá trình của lịch sử đó, thì đôi khi con người của chúng ta không có ý thức về vấn đề bảo vệ môi trường. Chúng ta đã khai thác các cái tài nguyên cũng như là khai thác cái trái đất của chúng ta một cách quá đáng, cho nên là đã làm cho trái đất của chúng ta nó không có còn tốt đẹp giống như cái thuở ban đầu nữa. Chính vì thế cho nên là Đức Giáo Hoàng Francisco mời gọi tất cả chúng ta hãy cùng cộng tác với nhau, để rồi chúng ta hành động hôm nay để cho thế giới ngày mai được tốt đẹp hơn. Chúng ta hành động bằng cách là chúng ta tham gia để bảo vệ môi trường, từ những cái việc nhỏ nhất cho đến những cái việc lớn nhất, để rồi làm cho cái môi trường, cái ngôi nhà chung của chúng ta nó được xanh sạch đẹp hơn. Nói về môi trường thì có thể nói được là nói cả ngày cũng không hết, nhưng mà trong ít phút ở đây thì sẽ có người xin nhắc nhở các em, bởi vì ngay trên ghế nhà trường các em cũng đã được học những cái kiến thức về bảo vệ môi trường rồi, cho nên là hôm nay thì chắc cũng chỉ nhắc lại sơ sơ qua thôi nhá. Mấy ngày vừa qua con có thấy nóng không? Nóng lên một cách rất là kỷ lục đúng không? Nóng đến nỗi mà cha cảm thấy nóng, mà đến nỗi mà cha phải há mồm để cha thở đó, bởi vì là nóng quá đúng không? Mà nóng như vậy là nó do cái gì?
nó do nắng đúng không? Nắng là nó do biến đổi khí hậu đúng không? Rồi thời tiết nó nhiệt độ nó tăng cao lên, và chính vì thế cho nên là nó ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta. Cho nên là để mà chúng ta giảm thiểu được cái tác hại của biến đổi khí hậu, của ô nhiễm môi trường, thì bây giờ chúng ta phải làm những cái gì? Lúc nãy chào phát kẹo cho các em ăn kẹo xong bóc một cái kẹo ra, cái ruột thì đi đâu? Ruột thì chúng ta bỏ vào cái gì? Bỏ vào mồm đúng không? Bỏ vào nói chuyện thô một tí, bỏ vào mồm xong thì nó đi xuống cái bụng, thì chúng ta yên tâm về vấn đề cái ruột. Vậy thì cái vỏ thì đi đâu? Cái vỏ thì chúng ta phải bỏ vào thùng rác, và bây giờ chúng ta đang đứng ở đây, chúng ta không có những thùng rác ở bên cạnh của chúng ta, thì chúng ta phải làm sao? Chúng ta bỏ vào túi đúng không? Chúng ta bỏ vào túi xong đó thì tí nữa hay lúc nào đó đến cái thùng rác thì chúng ta sẽ bỏ vào thùng rác, chứ không có được là bóc lên. Cái ruột thì bỏ vào mồm, rồi cái vỏ thì chúng ta vứt xuống đất hay là vứt rửa máy. Nếu như vậy chúng ta có bảo vệ môi trường không? Không. Cho nên cái việc đầu tiên mà chúng ta làm đó là chúng ta cấm xả rác nhé. Chúng ta không được xả rác bừa bãi đó. Thứ nhất là chúng ta không được xả rác, rồi thứ hai nữa là chúng ta có tiết kiệm điện không? Chúng ta phải tiết kiệm điện đó. Tiết kiệm điện đó cũng là một cách để chúng ta bảo vệ môi trường. Chúng ta có tiết kiệm nước không? Chúng ta phải tiết kiệm nước thì chúng ta cũng bảo vệ môi trường, bởi vì khi mà chúng ta tiết kiệm nước thì chúng ta để dành nước cho biết bao nhiêu người, biết bao nhiêu người nghèo không có nước sạch để dùng. Cho nên là chúng ta tiết kiệm nước, tiết kiệm điện thì là chúng ta cũng đang tham gia bảo vệ môi trường nhá. Rồi chúng ta thấy có phải trồng cây xanh không? Phải trồng cây xanh. Tác dụng của cây xanh là cái gì? Nó sẽ hút khí gì? Khí CO2 là khí carbon đúng không? Và nó thải ra cái khí gì? Oxy. Và chúng ta có cần oxy để sống, để thở không? Rất là cần, cho nên là phải trồng cây xanh thật nhiều nhé. Rồi chúng ta có chặt phá rừng không? Chúng ta phải bảo vệ rừng đúng không? Cho nên là khi mà đến những các cái khu rừng đó là có những cái câu khẩu hiệu đó, tức là phá rừng tức là một tội ác đúng không? Tội ác chống nhân loại, tội ác chống lại thiên nhiên đúng không? Cho nên là chúng ta phải bảo vệ rừng nhá, không được phá rừng. Rồi còn ngoài ra còn rất là nhiều những cái khác mà chúng ta có thể làm để chúng ta bảo vệ môi trường được. Cho nên là tất cả các kiến thức đó thì chúng ta cũng đã biết rồi. Cho nên là cha chỉ nhắc lại sơ sơ vậy thôi nhá. Vậy thì thiếu nhi, giáo sư Nghi Sơn cũng như mọi người trong xã Nghi Sơn, chúng ta có quyết tâm để bảo vệ môi trường không? Chúng ta phải quyết tâm để chúng ta bảo vệ môi trường nhé. Hôm nay thì chúng ta cha chia sẻ một số như vậy để chúng ta ý thức, để rồi mọi nơi mọi lúc chúng ta phải luôn luôn có tinh thần trách nhiệm với môi trường, là chúng ta không được xả rác, chúng ta phải tiết kiệm điện, tiết kiệm nước, chúng ta phải trồng cây xanh và bảo vệ rừng. Rồi khi mà về nhà chúng ta có trách nhiệm, chúng ta phải làm sao với bố mẹ, với người nhà của chúng ta? Chúng ta phải nhắc nhở đúng không? Nhắc nhở gia đình của chúng ta về cái việc mà bảo vệ môi trường. Rồi đến trường học chúng ta phải nhắc nhở bạn bè của chúng ta. Rồi đi ra ngoài ra chúng ta gặp ai, chúng ta cũng phải gây ý thức cho mọi người để cùng nhau bảo vệ môi trường nhá. Thì đó là cái điều mà cha chỉ nói sơ sơ vậy thôi. Thì tí nữa thì chúng ta sẽ đi rồi chúng ta dọn rác, chúng ta bảo vệ môi trường của chúng ta. Bởi vì thị xã Nghi Sơn của chúng ta đây, những năm gần đây phát triển rất là mạnh đúng không? Về cơ sở vật chất, về mọi cái phát triển rất là mạnh, nhưng mà nó kéo theo cái gì? Cái rác thải cũng như là khí thải của các cái xí nghiệp, nhà máy đúng không? Cũng như là cái bụi bặm ở trong khí quyển đó. Rồi một cái nữa tức là cái chất thải nhựa đó, thì chúng ta phải cố gắng để chúng ta cố gắng để chúng ta thu lượng chất thải nhựa, và chúng ta hạn chế sử dụng ở các cái đồ bằng nhựa nhé, để chúng ta bảo vệ môi trường. Rồi thì đó là những điều mà cha muốn nhắc nhở các em, và không biết là cha Quang có muốn chia sẻ cái gì bây giờ không? Vâng, nếu vậy thì phần của cha thì thế là bây giờ xin mời thầy Tài sẽ hay là mời cha Bình, mời cha Phó đây, mời cha Phó lên đây nói vài lời để hướng dẫn cho mọi người buổi sáng ngày hôm nay chúng ta sẽ đi đâu, như thế nào, thì xin mời cha. Chúng ta nở một tràng pháo tay để cảm ơn cha Thừa Hào, vỗ to lên. Con nhớ
Những gì mà cha giám đốc về khai thác những người tại môi trường đã phổ biến, thứ gì chúng con có nhớ không? Có. Nhớ không? Có. Có thực thi được không? Có. Đúng rồi, môi trường thì nó có rất nhiều cái dạng thức môi trường. Môi trường thiên nhiên, mẹ thiên nhiên này, rồi môi trường xã hội này, rồi môi trường đạo đức này, rồi môi trường tâm linh. Đó là bốn thứ cái môi trường nó có cái mối liên quan chặt chẽ với nhau. Và để giải quyết được cặn kẽ môi trường ấy, thì có lẽ cái điều đầu tiên là chúng ta hãy giải quyết về cái môi trường đời sống đạo đức, môi trường trường học, môi trường giáo dục, môi trường xã hội, rồi môi trường xã hội. Thế có như vậy thì bắt đầu mẹ thiên nhiên mới sạch sẽ được. Có nghĩa là ý thức từ khi còn nhỏ. Một lần nữa chúng con hãy nổ một tràng thật lớn. Cảm ơn thầy giám đốc cũng như các bạn. Rồi bây giờ để cái chương trình thực hiện cái chương trình giữ cái môi trường xanh thì cha cũng xin phép là được chia ra thành ba nhóm để cho ban truyền thông cũng ghi được hình nữa. Một nhóm sẽ đi ra phía ngoài giáp biển, tức là tính từ cái cổng đồn đi ra ngoài trạm biên phòng đó, thì một nhóm sẽ đi ra đó, còn một nhóm thì từ cái cổng đồn chúng ta đi về phía trường học, rồi nhóm thứ ba là từ trường học trở lên núi, hết luôn cái đảo này nhá, ba nhóm như vậy. Rồi bây giờ thì chúng con có 6 tổ đúng không? 6 tổ thì mỗi nhóm 2 tổ. Rồi cũng xin cùng không biết là hội phụ nữ và đoàn thanh niên có tham gia được không? Khi mà tham gia được thì cũng chia theo 3 nhóm nhé. Rồi xin các bạn thầy Hoàng, mời thầy Hoàng đồng hành với thầy Hoàng. Xin các bạn đi cùng thầy Hoàng. Bây giờ các tổ sẽ đi khắp các ngã đi dọn rác môi trường. Chúng con bắt đầu từ trường học lên trên núi nhá. Từ trường mầm non. Rồi xin mời khắp nơi. Rồi thầy Hoàng nào, xin thầy Hoàng cùng với các anh chị huynh trưởng chúng ta đi trước nào để dẫn đường cho các em nào. Rồi đi nhặt rác nhá, nhặt rác, nhặt rác bảo vệ môi trường. Đấy. Đây là nghi thức sai đi đó, đi nhặt rác bảo vệ môi trường. Nhặt hết đi. Đứa bì đây, đứa bì. Vui quá. Đấy. 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 Đứa bì. Đấy. Đứa bì vô, đứa bì vô. Đây này, đây này. Qua xuống đây. Nhặt đi. Ok, không có gai đấy nhá. Ô, ô.
gây. Mấy cái cành này cầm không con cái em đã được lên hình. Đây phụ nữ của Nghi Sơn đấy, hội phụ nữ, chị em phụ nữ của Nghi Sơn. Đấy, dọn rác cho là tí nữa cho là một cốc nước nhé. Cô cháu à. Này, từ nay là cố gắng nhé. Giữ cho đường phố xanh sạch đẹp. À, đừng có xả rác. Con tên gì? Con tên là Trần Văn Lộc ạ. Trần Văn Lộc, con bao nhiêu tuổi rồi? Con 9 tuổi ạ. Con 9 tuổi, còn con là tên gì? Là đầu đầu dọc Pháp, hôm nay con 8 tuổi. Con 8 tuổi, hôm nay con đi dọn vệ sinh môi trường thì con có vui không? Có. Con chia sẻ thêm nào, con cảm thấy như thế nào nào? Con thấy rất vui ạ. Con thấy rất là vui khi mà đi dọn rác đúng không? Vâng ạ. Ừ, đấy, chả thấy con rất là nhiệt tình đấy. Rồi từ nay là cũng còn cố gắng nhá. Vâng. À, có tinh thần trách nhiệm bảo vệ môi trường nhá. Đấy, chả rất cảm ơn ông con đã có cái tinh thần bảo vệ môi trường, gìn giữ ngôi nhà chung được xanh sạch đẹp. Hôm nay con đi dọn rác, con có vui không? Có. Có vui, từ nay trở đi con vẫn còn cố gắng rồi, ở mọi nơi mọi lúc nhá. Chỗ nào mà có thấy rác bẩn thì con phải dọn đi nhá. Vâng. Rồi chúng con có muốn nói với các bạn làm sao không? Kêu gọi các bạn bắt chước con. Đấy, rồi. Con kêu gọi làm sao nào? Các bạn hãy bỏ ra đúng lời quy định và giữ môi trường sạch đẹp nhá. Rồi, rồi, đó, các bạn hãy nghe nhá. Con nói lời nào với các bạn nào? Con muốn nói với các bạn làm sao nào? Đây, cho cô bé này. Cô bé có bạn không? À, cô bé xấu hổ. Đấy, đấy, con muốn nói lời gì với các bạn? Cố lên nhá, cố lên dọn. Ôi rồi nặng rồi, nặng thì bây giờ mình để lại một đấy. À, cái khúc gỗ đó để đó cho tí nữa họ lấy họ nấu nhá. Rác thôi. Đây, các chị vừa làm vừa hát đấy, vừa làm vừa hát vậy mới vui đấy nhá. Vâng. Đúng rồi. Không biết là cha kéo cái loa kiểu kéo đây cho các chị hát nhá. Lấy ra công trường ta đã mến thương nhau. Vâng. Sạch sẽ quê hương, à, giữ cho quê hương được xanh sạch đẹp. Lấy cái bì đi cái, lấy cái bì đi. Cảm ơn
Gửi thông điệp đi nha. Hãy chung tay bảo vệ môi trường nhá, rất to nhá. Ừ. Hãy chung tay bảo vệ môi trường đúng không ạ? Hãy chung tay bảo vệ môi trường. Thấy rác nhiều quá đây này. Đây này, đúng rồi. À, đây là cha xứ này, cha xứ cũng đi dọn rác đây này. Đây là chiến lợi phẩm thu về từng núi này, toàn rác không? À. Đó, đây là cả giáo xứ, cả các em, cả... cả phụ nữ, cả đàn thanh niên. Tình yêu tình loài người cần nhau trao cho nhau, tình yêu tình đàn đôi cần nhau trao cho nhau, ánh mắt nhân loại này đại đơn này xảy ra trời say bồ cầu ơi ngài âu ơi cùng bay nào cùng bay nào cho trái đất vào cùng bay nào cùng bay nào cho trái đất vào chị trưởng có người hát to lên. Cùng bay và bay sang bay với trời xanh. Đây đây là cha xứ đó, cha xứ đó, cha xứ đi dọn rác á. Đây là giáo sư Nghi Sơn. Bây giờ đi hát luôn, hát luôn đi. Đó, đây là nhà Nghi Sơn á. Ở Nghi Sơn rất là đông người lắm, mật độ dân số rất đông. Đây là ngôi nhà thờ của giáo sư Nghi Sơn. Thiếu nhi bảo vệ thiếu nhi môi trường và thiếu nhi Nghi Sơn bảo vệ môi trường. Rồi các bạn làm ngữ điệu này, Nghi Sơn là tay trái tay phải úp vào ngực được chưa? Làm bắt đầu là bảo vệ là tay trái và môi trường là nêu cao và lần thứ tư là làm ngã ba. Nghi Sơn bảo vệ môi trường. Rồi sau bắt đầu dê cái nhá. Rồi lại xem còn tổ nào to nào. Nào các bạn thiếu nhi chú ý, thiếu nhi Nghi Sơn thiếu nhi bảo vệ thiếu nhi môi
Bây giờ lại một lần nào. Lại một lần cho cha quay cho các bạn mà hô to lên và làm dứt khoát rồi, làm đều với thầy nào. Một lần nhá. Nhớ chưa? Rồi, bắt đầu nào. Thiếu nhi. Thiếu nhi. Thiếu nhi. Và thiếu nhi. Yeah. Bây giờ cha có đôi lời với các bạn. Xin các bạn nổ một tràng vỗ tay để chào đón cha nào. Trước hết thì một lần nữa cha xin hết lòng cảm ơn quý cha, quý sơ, quý thầy, ban hành giáo, tất cả mọi người nhé. Và đặc biệt là cảm ơn các em thiếu nhi Minh Sơn. Hôm nay chúng con đã hy sinh, chúng con đã đi đến đây để đi dọn vệ sinh môi trường. Từ nay cho đến chúng con cố gắng nhé. Mọi nơi, mọi lúc, mọi chỗ là chúng ta luôn luôn phải có ý thức để bảo vệ môi trường. Các em có quyết tâm không? Rồi bây giờ một lần cuối cùng người cha xin được hô lại cái băng dèo của thầy tài mới hô nhá. Thiếu nhi và thiếu nhi nhé. Rồi to lên nhá, to lên nhá. Thiếu nhi. Thiếu nhi. Thiếu nhi. Và thiếu nhi. Cảm ơn các em. Rồi xin các em. Hành trình yêu thương của Caritas Thanh Hóa xin cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin quý vị hãy bấm vào nút đăng ký bên dưới video này và ấn vào nút chuông bên cạnh để chúng ta sẽ gặp lại nhau trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.